Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề với khán giả truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản đồng ý chủ trương di dời chợ cổng trên địa bàn phường Xuân Phú, thành phố Huế. Chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ mở đầu với phóng sự đề cập đến vấn đề này. Tiếp đó là phần tư vấn pháp luật của luật sư Phan Minh Bình. Cuối chương trình là phần giới thiệu chính sách mới hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, chợ cổng nằm trên giao lộ Bà Triệu, Nguyễn Lộ Trạch thuộc địa bàn phường Xuân Phú, thành phố Huế, là một trong những ngôi chợ lâu đời của thành phố Huế. Đây là nơi tập trung buôn bán của 333 hộ tiểu thương và được xem là trung tâm giao thương của nhiều phường như Xuân Phú, Phủ Hội, Vị Già. Tuy nhiên, với nhu cầu phát triển quy mô kinh doanh nhưng diện tích hẹp lại nằm ở khu vực giao lộ đông đúc, thường xuyên xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông và trật tự đô thị, nên Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã trình chủ trương di dời chợ cổng về địa điểm mới và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua. Tuy nhiên, hiện nay các tiểu thương kinh doanh trong chợ vẫn đang có tâm lý chần chừ ngại di chuyển. Phóng sự của nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện. Chợ cổng hiện trạng có diện tích khoảng 1.700 m², được xây dựng từ khá lâu với quy mô bố trí cho 174 điểm kinh doanh. Tuy nhiên, số hộ kinh doanh thực tế tại chợ đã lên đến 333. Trong đó, 225 hộ kinh doanh cố định trong chợ và 108 hộ trong bà xung quanh chợ. Do thời gian xây dựng đã khá lâu, ít được trùng tu sửa chữa nên hạ tầng trong ngôi chợ này đã xuống cấp ở nhiều hạng mục. Hơn nữa, nhu cầu kinh doanh của tiểu thương ngày một tăng lên nên chợ đang trong tình trạng quá tải, mất vệ sinh và xuất hiện tình trạng ô nhiễm môi trường trong cũng như bên ngoài chợ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như phòng chống cháy nổ. Bên cạnh đó, tình trạng nhiều hộ kinh doanh trong bà tràn ra hai tuyến đường Nguyễn Lộ Trạch và Bà Triệu đã gây nên cảnh ách tắc, mất an toàn giao thông thường xuyên ở ngôi chợ này. Mặc dù lực lượng chức năng tổ chức tuần tra xử lý, nhưng khu vực xung quanh chợ cổng hiện vẫn là điểm đen về mất trật tự đô thị. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã kiến nghị và được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý bằng công văn số 9864 ngày 22 tháng 12 năm 2018, thống nhất chủ trương và vị trí dự kiến di dời chợ cổng về khu A, khu đô thị mới An Vân Dương. Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều tiểu thương đang kinh doanh trong chợ vẫn đang trong tâm trạng chần chừ và hầu hết đều không muốn dời chợ. Cái chủ trương dời chợ đó là chủ trương của nhà nước. Thì theo tôi nhận thấy trong cái việc mà khi mà dời chợ thì có những cái điểm là nó sẽ là không thuận tiện hơn là cái việc là quy hoạch lại cho là nghiêm túc trong cái vấn đề là sinh hoạt buôn bán của bà con. Đóng ngay ở phía ngoài đường và coi như là tạo cho cái ách tắc nên ảnh hưởng đến cái khu vực chợ của chị em tiểu thương của chúng tôi. Thành đi chúng tôi là xin kiến nghị các cấp các ngành là không nên di dời chợ và có một cái biện pháp là để cho an ninh trật tự. Chợ đấy là chợ này là bốn đời rồi, mà chợ là chợ truyền thống, mà giờ chưa, mà giờ đi là chị em là sẽ khổ. Đi ở vùng quê là ngay đi chợ hết, ở đấy là ngay trung tâm là có thể chị em đi chợ. Tuy nhiên, việc đối mặt với tình trạng quá tải, ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ cao và là điểm đen về an toàn giao thông, trật tự đô thị ở khu vực giao lộ Bà Triệu, Nguyễn Lộ Trạch, thì theo ý kiến của các nhà quản lý và của đông đảo nhân dân trong khu vực, việc di dời chợ cổng là điều cần phải tiến hành và phải làm nhanh. Hơn nữa, theo dự kiến thì trong khoảng quý 2 năm 2020, cầu Vị Già sẽ được nâng cấp mở rộng. Phần đất của chợ cổng bị thu hồi trong dự án xây dựng cầu là 138,7 m², cộng với diện tích bị thu hồi để mở rộng nút giao Bà Triệu, Nguyễn Lộ Trạch 145,2 m², tổng cộng là mức 283,9 m². Với diện tích còn lại gần 1.400 m², phục vụ cho việc kinh doanh buôn bán của 333 hộ là quá nhỏ, không đảm bảo các tiêu chí của một ngôi chợ thông thường. Chủ trương của lãnh đạo tỉnh và thành phố Huế là quyết tâm di dời chợ cổng về vị trí mới rộng hơn để xây dựng một ngôi chợ mới theo hướng văn minh thương mại. Chợ cổng là đã quá tải và sinh ra rất là nhiều hệ lụy trong thời gian qua, như là tình trạng là lấn chiếm lòng lề đường. Ở xung quanh chợ thì kinh doanh diễn ra thường xuyên ách tắc giao thông. Cũng xin nói thêm đây là một cái ngõ tứ rất là xung đột về giao thông và thường xuyên là bị ách tắc vào buổi chiều hàng ngày hàng tuần. Rồi nữa là công tác đảm bảo trật tự đô thị, rất nhiều hộ là bán luôn ở trên cầu, làm rất là phản cảm và ách tắc giao thông rất là lớn từ đường 49 rồi Bà Triệu, rồi một số đường ở xung quanh như Nguyễn Công Trứ rồi Nguyễn Lộ Trạch. Ở trong cái quá trình mà hệ lụy của chợ
chợ cống. Và trong thời gian qua cũng là nỗi niềm bức xúc của cán bộ nhân dân phường Xuân Phú nói riêng và của thành phố nói chung. Thì ban nhân dân tỉnh cũng vào ngày 22 tháng 12 năm 2018 cũng đã có công văn 1 là 9864 thì đã thống nhất về chủ trương và vị trí để dự kiến di dời chợ cống về khu là đô thị An Vân Chương. Về cái kế hoạch thực hiện cái xây dựng chợ thì hiện nay thành phố cũng đã giao cho phòng kinh tế chủ trì lập các thủ tục liên quan để là công bố thông tin là phương án đầu tư xây dựng rồi lấy ý kiến của cộng đồng những khu như khu vực chợ cống và khu vực chợ mới và ý kiến của tiểu thương chợ cống nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất. Tỉnh đã có cái kế hoạch chi tiết cụ thể khu đô thị An Vân Chương là hiện nay lên là 12.000 mét vuông trên 12.000 mét vuông để phục vụ cho cái quy hoạch chợ cộng tại khu CTR1 thì như đang vị trí chúng ta đang đứng đây như vậy là cái quy mô này là tương đối rộng. Tất nhiên trước mắt ban đầu thì bà con thấy cũng lằn lẹo vì cái khu dân cư này chưa được đông đúc, nhưng mà quy hoạch lâu dài theo quy hoạch của tỉnh thì như vậy là có một đường 100 mét, rồi là cả cái khu đô thị chung cư nó là An Gia, Xuân Phú rồi là Vicoland sẽ tập trung về đây. Và cái vị trí này sẽ giao lưu của hai phường nữa, đó là xã Thủy Vân sẽ có cái cầu bắc qua xã Thủy Vân và như vậy là phường An Đông, tức là sẽ có cái phối kết hợp, kể cả là xã Thủy Thanh sẽ lên đây nó gần hơn. Địa điểm dự kiến xây dựng chợ cộng mới được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất bố trí tại khu CTR1 thuộc khu A khu đô thị mới An Vân Dương với diện tích khoảng 12.000 mét vuông. Vị trí hiện trạng gần cuối đường Nguyễn Lô Trạch khá thuận lợi cho việc xây dựng chợ cộng từ chợ hàng 3 lên chợ hàng 1 trên 400 lô với đầy đủ các dịch vụ kèm theo, đảm bảo tiêu chí xây dựng chợ văn minh thương mại, chợ an toàn thực phẩm. Trong đó, bố trí từng khu vực kinh doanh riêng biệt, bãi đổ xe, khu vực thu gom và xử lý nước thải. Được biết, quỹ đất còn lại sau khi di dời chợ cống tại giao lộ Bà Triệu, Nguyễn Lô Trạch sẽ được đầu tư xây dựng bãi đổ xe phục vụ cho phố đi bộ dọc sông Như Ý, sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư trong thời gian đến. Hiện Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã giao trách nhiệm cho các phòng chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Xuân Phú tiến hành công khai các thông tin liên quan đến công tác quy hoạch di dời chợ, đồng thời tổ chức nhiều phiên họp để lấy ý kiến của tiểu thương trong chợ. Người ta có kiến nghị rằng á thì rất mong là đào các cấp là lắng nghe ý kiến của người dân và tiểu thương, không nên mang tính áp đặt. Thứ hai nữa là nếu mà quy hoạch chợ mới thì nên lựa chọn vị trí nó không bị ngập lụt, có dân cư xung quanh đủ, có đường lớn và thông thường hàng ngày có những người qua lại. Và họ có một kiến nghị nữa thì nói tại sao tỉnh thành phố không là quy hoạch cái vùng đất sát bờ sông, giải tỏa các hộ dân đó để quy hoạch chợ mới. Hiện nay thì phường đang phối hợp với phòng quản lý đô thị và là phòng kinh tế để là họp dân, tổ chức lấy ý kiến dân và tuyên truyền bà con để thấu hiểu được cái việc chủ trương của tỉnh cũng như của thành phố là mong muốn di dời chợ cộng, là mục đích là để cho bà con chúng ta phải biết được là mở rộng quy mô chợ và tương lai đầu tư chợ sẽ phát triển hơn. Theo chúng tôi, với thực trạng như hiện nay và xu hướng phát triển kinh doanh ở các phường trung tâm thành phố Huế thì việc di dời chợ cộng về địa điểm mới là hợp lý và cần làm nhanh. Đây là chủ trương nhất quán của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nên rất cần sự đồng thuận của tiểu thương đang kinh doanh ở chợ. Vấn đề còn lại là việc đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho các tiểu thương. Chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn An, trú tại thành phố Huế, mà ông đã có đơn gửi đến hộp thư truyền hình hỏi về cái điều kiện để được nhận nuôi con nuôi như thế nào. Theo ông trình bày, vợ chồng ông đã kết hôn hơn 10 năm nay nhưng vẫn chưa có con. Nay ông cùng vợ bàn nhau muốn sinh một cháu bé để làm con nuôi. Vậy ông hỏi muốn nhận con nuôi thì cần có những điều kiện gì? Từ câu hỏi của ông, chúng tôi trả lời như sau. Căn cứ điều 14 luật nuôi con nuôi năm 2010 quy định về điều kiện của người nhận con nuôi như sau. 1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây. A. Phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. B. Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên. C. Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở đảm bảo cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi. D. Có tư cách đạo đức tốt. Những người sau đây không được nhận con nuôi. Đang bị hạn chế một số quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên. B. Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh. C. Đang chấp hành hình phạt tù. D. Chưa được xóa án tích về một số các tội cố ý xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác,
ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, người có công nuôi dưỡng mình, dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em. 3. Trường hợp cha dượng những con riêng của vợ, mẹ kế những con riêng của chồng làm con nuôi, hoặc cô, cậu, dì, chú bác ruột những cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm B và điểm C khoảng 1 điều này. Bên cạnh đó, theo cái điều 8 luật con nuôi năm 2010 quy định về người được nhận làm con nuôi như sau: trẻ em phải dưới 16 tuổi, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đều thuộc một trong các trường hợp sau đây: A. Được cha dượng mẹ kế nhận làm con nuôi. B. Được cô, cậu, dì, chú bác ruột nhận làm con nuôi. 3. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc cả hai người là vợ chồng. 4. Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi. Trên đây là nội dung chúng tôi trả lời cho ông. Ngày 27 tháng 2 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 09/2019/QĐ-UBND quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2019. Theo đó, quyết định này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối tượng áp dụng: doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí được quy định cụ thể như sau: cấp giấy chứng nhận lần đầu 1 triệu đồng một giấy chứng nhận. Mức thu này được thu đối với một cơ sở thể thao nói chung, không xét đến yếu tố quy mô, kinh doanh một hoặc nhiều môn thể thao và loại hình hoạt động của cơ sở thể thao. Bổ sung danh mục hoạt động thể thao kinh doanh 500.000 đồng một môn thể thao bổ sung nhưng không quá 2 triệu đồng một giấy chứng nhận. Cấp lại giấy chứng nhận do mất hoặc hư hỏng 100.000 đồng một giấy chứng nhận. Do thay đổi các nội dung, thay đổi tên, điều chỉnh, giảm danh mục hoạt động thể thao kinh doanh 100.000 đồng một giấy chứng nhận. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao 300.000 đồng một giấy chứng nhận. Cơ quan thu phí, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế. Chế độ thu, nộp, thực hiện theo quy định tại luật phí và lệ phí, luật quản lý thuế và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành. Chế độ quản lý và sử dụng, cơ quan thu phí được để lại 70% tổng số tiền phí thu để chi phí phục vụ công tác thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, theo quy định tại Nghị định số 102/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 30% còn lại nộp vào ngân sách nhà nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề với khán giả truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thân ái, chào tạm biệt.